Bạn, thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay mình lại tiếp tục lên chia sẻ giao lưu trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là ngày cuối tuần đầu tiên, thì mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Mình xin mến chúc quý vị và các bạn trong nước và ngoài nước có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và an bình, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Để không mất thời gian thì mình gửi lời cảm ơn các bạn trước, rồi mình xin gửi lời tổng chào các bạn một lần nữa. Chúng ta lại tiếp tục chia sẻ. Trong thông tin hôm nay thì mình chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến những sự việc gần đây lùm xùm liên quan đến việc mà một nhóm người được nhân danh là bảo vệ, hỗ trợ, giúp sức cho Thiền Am một cách vô điều kiện, không vụ lợi. Nhưng cái việc họ nói như vậy có thực tế hay không, hay chỉ là tung quả mù, nhưng đằng sau trong thâm tâm của họ luôn lấy Thiền Am là một cái mục đích để họ tranh thủ tạo cái cơ hội này để họ tạo vị thế thanh thế của họ, để một lúc họ đủ đầy rồi bắt đầu họ tìm cách cao chạy xa bay. Thưa quý vị, liên quan đến việc mà nhà cửa của Thiền Am trong thời gian vừa qua, một số thông tin cho rằng nhà Thiền Am bị dột, bị chảy nước, bị thấm nước. Các bạn cũng đã biết về xây dựng thì cái nguyên lý của hắn là nhà nào khi hoàn thiện xong là cũng phải gặp sự cố để khắc phục. Đấy, không có cái nhà nào mà không gặp sự cố cả, ít nhiều, lớn hay nhỏ thôi. Và đặc biệt căn nhà của Thiền Am xây dựng trong một cái thời điểm rất là nhạy cảm, rất là khó khăn, rất là phức tạp, vừa thị phi, vừa pháp lý, vừa dính vào ồn ào. Cho nên chắc chắn là nhà thầu cũng như người Thiền Am họ không đủ tinh thần và không tập trung đủ tư tưởng để lo cho cái việc mà xây dựng một căn nhà ổn thỏa. Nhưng đến hôm nay thì các bạn cũng đã thấy, vừa mấy ngày qua thì Hồng Sơn và Hồng Thanh lên mạng cho rằng là sự rối rắm từ căn nhà của người Thiền Am đang có vấn đề vì chống thấm và chống dột. Nói chung là nước nghe thông tin thì Hồng Thanh nói rằng là nước ngập rồi, nước chảy rồi, trên mái nhà thì dột thấm nứt nẻ tùm lum từ lơ. Nhưng mà ba cái sự cố về xây dựng thì các bạn cũng biết không có đường nào mà tránh khỏi cả. Và hôm nay thì chúng ta thấy để khắc phục cái hậu quả này thì Hồng Sơn phối hợp cùng với Hồng Thanh luôn thể hiện uy tín và vị thế của mình, lăn la vào Thiền Am để tư vấn, để khắc phục, để làm những cái việc mà không đáng phải là trách nhiệm của mình làm. Chúng ta cũng đã thấy thì căn nhà của Thiền Am làm ở thời điểm khi cơ quan chức năng đến điều tra thì sẽ bị tạm ngưng thi công một thời gian, sau đó tiếp tục xây dựng làm trở lại thì người nhóm thờ khác, nhóm thầu khác đến làm xây dựng. Và người trực tiếp làm và hoàn thiện đến sau cùng thì đó là một anh thầu ở Long An, cũng ở gần khu vực nhà Thiền Am, là anh Bình. Thì hôm nay trên cái thông tin này thì vừa qua Thanh Trần và Hồng Sơn tung hô rêu rao cho rằng đó là người Thiền Am đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó thì nhà cần phải khắc phục vì sự cố kỹ thuật, tung hô lên cho công chuyện trở nên rối rắm thêm. Và việc Hồng Sơn vì sao lại nhân danh mà đứng ra để giúp người Thiền Am một cách vô điều kiện như vậy, các bạn cũng đã thấy. Nhưng đến bây giờ thì chính là Hồng Sơn cũng là người vừa tư vấn, vừa đứng ra kêu thợ, kêu thầy tới khắc phục cái hậu quả này. Cái việc làm này có phải là Hồng Sơn đáng để làm hay không, trong khi mình là một luật sư được nhân danh là luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý, nhưng bây giờ anh lại kiêm chuyển sang qua là tư vấn hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, chống thấm nhà dột nát cho đến điện đài hư hao, các cái sự cố diễn biến xảy ra tại Thiền Am, thì Hồng Sơn rất là nhiệt tình, và nhiệt tình một cách coi như là vô điều kiện nữa. Đấy, trong nhiều bài viết gần đây thì Hồng Sơn tung hô lên cho rằng nhà Thiền Am rất là căng trong thời điểm mùa mưa gió, điện đài thì lung tung, nhà thì dột nứt tùm lum, phải
gấp rút để sửa chữa, nếu không vào mùa mưa người thiền am thì rất khó khăn. Đấy là cái quan điểm của Hồng Sơn tung hô trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì Hồng Thanh cũng liên tục phối hợp với Hồng Sơn đưa ra những cái nhận định cần sớm phải khắc phục, và hai người này đã thực hiện được ý đồ của mình trong chiến dịch này. Là Hồng Sơn vừa kim tư vấn về pháp lý, vừa kim tư vấn về chống thấm dột nát cho thiền am, và cuối cùng là Hồng Sơn cũng đã thực hiện được mục đích này. Và hôm nay để vạch trần rõ cái sự thật này thì chúng ta nghe một nhân vật chính anh Thầu là anh Bình này đã lên tiếng và phủ nhận lại cái việc mà cho rằng là người thiền am không nhờ anh Bình này đến sửa, mà tại sao lại nghe Hồng Sơn, nghe Hồng Thanh rồi kêu thợ ngoài vô sửa. Đây là cái vấn đề sai lầm của người thiền am thứ nhất. Thứ nhì nữa là do sự dẫn dắt ma mị rót mật vào tai của Hồng Sơn, Hồng Thanh, cho nên người thiền am đã nghe theo, và cuối cùng họ đã làm sai lại với cái trách nhiệm về lương tâm của mình. Và cuối cùng thì các bạn thấy đó, trong một ngôi nhà khi nhà thầu xây dựng thì họ biết tất cả các cái cách kiểu sự cố xảy ra, từ ví dụ như họ biết cái đoạn nào có sự cố như thế nào thì họ tìm cách để xử lý. Nhưng khi mà thợ khác vào thì người ta không biết mối mớ là đâu hết, không biết dây mơ rẽ má như thế nào hết. Người ta vô người ta la làng lên, tung hô lên là hư cái này hỏng cái kia, rồi sự cố này sự cố kia. Chỉ là đơn giản là nhà nứt thôi, sân thượng nứt thì đơn giản nhà nào cũng vậy thôi. Đấy mà các bạn thấy đó, nhà thiền am là đổ tấm thứ ba rồi, tấm thứ ba là làm để làm cái sân thượng luôn, thay vì cái mái luôn. Đấy mà khi là sự cố nứt xảy ra thì rất bình thường, rất đơn giản, khắc phục sự cố đó không có cái gì mà to tát, không có gì mà nghiêm trọng mà giống như Hồng Sơn với Thanh Trần phải tung hô lên rầm rộ như vậy cả. Chỉ cần 50 triệu là các công nghệ chống thấm hiện đại bây giờ làm cái khỏe tưng, mà trong khi là anh Bình đây là người xây dựng, anh tới anh khắc phục vì anh biết cái sự cố nó như thế nào, anh khắc phục là đơn giản, không tốn tiền, không tốn chi phí nữa. Vậy mà Hồng Sơn, Thanh Trần vô hô hào tung lên cái sự cố cho lộn xộn lên, ít thì xé ra xích ra cho nhiều, nhỏ thì xé ra cho to, tung hô lên rối rắm thêm, khiến cho khán giả người thiền am hoang mang nghe theo Hồng Sơn và Thanh Trần. Đấy, cuối cùng thì không biết khắc phục được chưa, nhưng đến bây giờ thì đã bị vạch trần về sự thật này như thế nào. Chúng ta nghe lời nhận định của anh Thầu là anh Bình này, anh đã lên tiếng về việc người thiền am để cho Hồng Sơn vào tư vấn và khắc phục cái sự cố này là nó sai lầm. Chúng ta cùng nghe rồi cùng chia sẻ thêm nha các bạn. Anh cho em hỏi, có phải anh là thầu xây dựng cho cái chỗ mà hộ bà Cao Thị Cúc là tỉnh Thất Bồng Lai thì, không anh? Rồi, hôm nay thì cái vụ việc này một lần nữa Hồng Sơn đã bị mẹ nắm vạch trần các sự thật về một lão luật sư ẩn danh liên thiên lão liền mà lọc lừa niềm tin của khán giả thêm một lần nữa. Cũng chính là mẹ nắm như Quỳnh này vạch trần ra. Chính từ điều này cho nên Hồng Sơn và Hồng Thanh luôn cai cố mẹ nắm như Quỳnh này, lúc nào cũng lôi mẹ nắm như Quỳnh này ra để công kích. Anh ơi, hồi đó em nhớ em coi ở trên YouTube á, xong rồi em thấy là anh xây từ cái hồi trước mà chưa bị cấm luôn, xong rồi sau này lúc nó lên thành nhà đến như bây giờ là anh xây hay có người khác xây vậy anh? Cái đó là chỉ có một mình anh làm thôi. Dạ, ủa anh, vậy thì lỡ mà cái nhà của họ vậy thì tại em hơi thắc mắc là gì nè anh, tại vì á là có một số người họ tới trong đó xong rồi họ nói rằng là nhà bị dột nước, nhà bị gì đó, mái nhà dột nước, mà thầu cũng có ý kiến gì. Em nhớ hồi đó anh Bình xuất hiện trong clip dễ thương lắm mà, đâu có phải vậy đâu, cho nên em thắc mắc, em muốn hỏi vậy thôi chứ không em cũng không biết là nên hỏi sao nữa. Tại vì họ nói rằng là mất hợp đồng, không liên lạc được với anh. Đó, em nghĩ là anh ở không thiền am mà đúng không anh? Nói về cái điều đó. Có một cái chị là chị luật sư Trần Thị Hồng Thanh á anh.
Anh chỉ là sư Thịnh, anh Thịnh với chị. Dạ đúng rồi anh Bình. Dạ, ủa anh cũng biết chị đó luôn hả? Chị có nè, nói nghe nè, chị hỏi bà có bao giờ bà có tới thì nghe chưa? Mất có gì đủ cho hết cái thời gian bảo hành rồi. Nhưng mà tôi cũng đã lên kiểm tra đề xuất là kế hoạch là chống chống thấm, tại vì cái tình thượng với cá hồ thì nắng mưa thời gian nó phải có cái trận răng của hồ á, co nhóc cây thông thì hồ lúc ta dịch thì tôi có đề xuất để xử lý. Người ta lại đi nói với những người khác, đây ý cái anh Bình nhà thầu xây dựng này là anh cũng muốn tư vấn để hỗ trợ cho các cô trong Thiền Am khắc phục cái hậu quả này là không tốn kinh phí. Nhưng các cô trong Thiền Am này lại nghe lời róc mặt của Hồng Sơn và nghe theo lời của Hồng Sơn là không để cho anh Bình này khắc phục cái sự cố này. Đây cũng là một cái sự sai lầm của các cô, bởi vì phụ nữ mà người ta không có hiểu biết. Cái thứ hai nữa là họ nghe cái gì mà người ngoài nói là họ có thể nhìn nhận được, nhưng họ không thấu hiểu được cái sự thật đúng sai như thế nào. Người họ làm họ biết sự cố như thế nào, họ dễ khắc phục, và cái hậu quả khắc phục là nó không tốn kém. Trong khi là để cho Hồng Sơn vào la lên là làm cái việc này tốn kém rất nhiều, mục đích là để đánh vào tư tưởng tâm lý của các mạnh thường quân. Cho nên là em chỉ còn đưa hình lên, chỉ em đọc cho anh nghe nha. Nóc nhà Thiền Am bên bờ vũ trụ không thoát nước, nước bị động lại. Nóc nhà Thiền Am bên bờ vũ trụ nứt rất nhiều. Em thì em coi mấy cái hình đó thì em nghĩ, tại vì bây giờ anh nói rằng là ở trên nóc nhà nó có hồ nước, giống như là ủa hồi đó mình không có lắp bồ mà mình xây hồ hả anh Bình? Không có xây hồ gì trên. Hồi đó là chỉ tạo cái nội dung. Tại vì ở lúc mà làm á, dạ, mấy cô nói là chuẩn bị còn có thể lên thêm một tầng nữa. Mấy cô trong Thiền Am nói là nói với một lên một tầng nữa. Dạ. Các bạn đã đánh bại gì hết trên nha. Dạ. Lên một lần nữa thì cái nền mình không nên làm độ dốc quá lớn. Nếu làm độ dốc quá lớn á, thì mới mốt mình khi mình làm lại nổ lọt gạt lại thì nó rất là khó, phải đổ một khối lượng hợp nhiều như nó rất là nhiều. Thì ra chỉ làm cái độ dốc khoảng 6 phần 7 phần thôi. Cái độ dốc cho nước chảy á. Thì cái độ dốc 6 phần thì nước, trời mưa thì nước nó chảy là chậm. Dạ. Chứ không có cái chuyện mà không biết đó được. Dạ. Thì ra là vậy. Còn ra nấp thì mình cán hồ mà cái nó dày khoảng 5-6 phân. Thì khi trời nắng, mưa nắng thì nó có độ co nhóp của cây thông, co nhóp của hồ thì nó sẽ răng giống như mấy thùng chỉ vậy đó. Dạ. Thì tôi cũng có ý kiến để dẫn dắt đi chữa. Tại vì đâu phải dễ dàng mà vô đóng là gì lắm. Thì mấy tôi nói để hỏi với lại, mà họ lấy mà không chỉ tôi làm. Mà tự nhiên đi ra rồi nói cái hậu nhắc tới làm được bất động á, nó tôi làm tôi với Diệp Lê hai thằng làm bất cái nhật tư là không thẩm hợp tình cha mẹ ơi, tôi có bỏ tôi có đợi mua các đá chim ăn gì chỗ đó làm đâu mà nói tôi bất cái nhật tư. Sao kỳ vậy ta? Mà anh Bình ơi, em thắc mắc cái này được không anh? Xin lỗi anh cứ nói đi ạ. Em xin lỗi là tại vì em mới biết chuyện này cách đây có mấy ngày để anh cho em biết là anh... Các bạn nghe cho kỹ cái đoạn ghi âm này để chúng ta có thể phân tích và nhận định rõ được người thực, việc thực, đâu là thực. Trong cái vấn đề này cũng có thể là lỗi của mấy cô trong người thì trong Thiền Am. Một phần quan trọng nhất là âm mưu của kẻ chủ mưu đây là Hồng Thanh và Hồng Sơn. Mục đích là muốn cho cái sự việc này để cho Hồng Thanh và Hồng Sơn nhảy vào làm để thể hiện cái công trạng, cái trách nhiệm của mình. Thứ hai nữa, cái mục đích quan trọng là để kêu gọi và quyên góp. Chắc chắn thì không thể nào khỏi. Nhưng Hồng Sơn thì luôn miệng cho rằng là chúng tôi làm vì Thiền Am, không vì vụ lợi gì cả. Trước mắt là giúp đỡ cho người Thiền Am cả. Tôi sẽ đưa mấy đứa em là người là thợ trong nhà của tôi tới làm. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng họ đã tính toán một cái nước cờ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này để
làm ảnh hưởng đến cái anh thầu là anh Bình này nữa. Không chỉ là họ hại danh dự uy tín của anh Bình, mà có thể là vô tình họ đã hại Thiền Am. Bây giờ căn nhà đơn giản chỉ là chống thấm nứt nẻ thôi, nhưng bây giờ họ không biết muối mới như thế nào, thợ khác vô làm thì chắc chắn là họ phải rêu rao lần đó là cái ông thợ trước này ông làm dối này, ông làm không đúng kỹ thuật này, ông làm sai với lại các cái phương thức về kết cấu này, cho nên để ra nó dẫn đến cái sự cố. Chắc chắn là cái anh thợ sau vô anh phải nói xấu cái anh thợ trước, đó là cái khâu chuyên môn về cái quy định rồi đấy. Cho nên bây giờ anh Bình này lên tiếng là chúng ta sẽ thấy rõ được là cái trách nhiệm cũng của do các cô Thiền Am này. Anh Bình này đến tư vấn là làm sửa lại vô điều kiện không tốn kém, nhưng các cô không chịu. Đấy là cũng một cái sai lầm. Ý là hồi nãy anh có nói là lúc mà anh biết cái câu chuyện mà nó bị nứt đó, xong anh tới anh kiểm tra rồi anh đề xuất là sẽ sửa đó, thì nó xảy ra lâu chưa anh? Là cái cũng mới có thể thôi, tại vì mấy cậu nói ở từ nơi theo chúng ta thấy đó là cần mới chọn rồi không có cái chúng ta là lúc đó cả cái chúng mua được dòng mấy cái mua được chúng ta có tình trạng nó chọn như thế nào. Thì thật ra không phải nó chọn là mấy cái chết ở xung quanh đường đó, mấy khẩu mở mà không bao giờ chịu đóng, nó trời lên cầm mua bạn vô vậy có sao mà không chạy được không, kêu nó với cô sao đóng lại, cậu nói mở ra được mà đóng lại thì không biết sao đóng hết, tại vì nó có cái chổi cửa lên nó có cái là
đợi chút nha. Rồi chúng ta nghe hết cái câu chuyện này rồi chúng ta tham khảo và bàn luận thêm nha các bạn. Đây là cũng sự việc cũng khá là. Hello anh Bình, dạ sorry anh, em đang nói tự nhiên cái xin lỗi anh đang nói tự nhiên cái nó ngắt cái bực. Em phải gọi lại để anh đang nói nữa chừng. Dạ. Em nghĩ chắc tải hết tiền. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã nghe cái cuộc đàm thoại trực tiếp giữa mẹ nắm với lại người chủ thầu là anh Bình này, người đã thi công hoàn thiện căn nhà của tỉnh Thất Bồng Lai. Đến bây giờ thì sự cố xảy ra trong xây dựng thì các bạn cũng đã biết, thì ai trong lần một đời trong 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 đời một lần cũng phải có một căn nhà ít nhiều lớn nhỏ. Đấy, mà các cái sự cố này nếu như anh em trong nghề á thì chúng ta sẽ hiểu cái cách để khắc phục nó rất là đơn giản. Cái kết cấu của căn nhà thiền âm thì các bạn cũng đã thấy là hai tấm hoàn thiện và một tấm lửng trên, có nghĩa là cái tấm đó là tấm chờ, là cái tấm thứ ba đó là để chờ, chờ là theo như ý của các cô là chờ mai mốt có thể có điều kiện là xây lên một tấm nữa. Có nghĩa là cái tấm thứ ba đó là khi thờ họ hoàn thiện xong á, là họ cán bê tông hồ dầu lên, nhưng mà thời gian thì nó sẽ nứt, không có căn nhà nào mà không bị nứt hết trơn á, cho nên là cái lỗi về khắc phục cái vấn đề này rất là đơn giản. Nếu như mà thợ họ làm á thì họ tới chỉ mua cỡ 4-5 thùng sơn chống thấm, bây giờ là họ khắc phục lại. Là nếu như kinh phí mà thợ họ làm thì chỉ tốn vật tư không thôi, chỉ trả tiền công cho thợ làm cao lắm là cỡ 4-5 triệu. Còn nếu như mà cái hậu quả mà khắc phục chúng ta muốn cho kiên cố, nếu như căn nhà thiền âm hiện tại bây giờ theo mình thì kiên cố khắc phục là lợp tôn trở lại, lợp tôn lên trên cái sân thượng đó. Nói chung là cái sân thượng là một cái sàn bê tông nứt lâu ngày thì chắc chắn là phải nứt thôi, nhưng mà cái độ nứt của nó không nghiêm trọng phải xuống thấm vô trong nhà đấy, vì cái tấm bê tông thường thường họ đổ là từ 10 đến 12 phân, khi hoàn thiện là lên 15 phân đấy. Mà cái việc nhà dột và nước chảy vô thì nghe như Thanh Trần nói thì nước chảy nước động trên sân thượng ha, nhưng thực ra thì nước chảy vào trong nhà thấm la phong là do cửa mấy cô không mở ra nhưng mà đóng không được, để cho mùa mưa vì cái nhà cao mà mưa gió là nước nó tạt vào, mấy cô đóng cửa không được vì cái cửa của nhà thiền âm mà các bạn biết rồi, cửa là có cửa mở lên mình không vào đóng không biết, nhưng mà nói kiểu đó là mình biết cửa bên xây dựng là biết cửa mở lên. Mở lên là có hai cái chốt hai bên, chốt bằng bằng bơm trợ lực, cho nên mở lên mà không biết cách để gạt xuống là nó rất là khó. Cho nên các cô mở lên nhưng mà đóng không được, giống như lời anh Bình nhận định là các cô mở lên nhưng mà đóng lại không được, là cuối cùng nước tạt vào đó. Khi anh Bình vào kiểm tra thì đúng ra là nước tạt vào chứ không phải là nước chảy từ trên cái mái nó chảy xuống. Và anh Bình đã đóng cái cánh cửa lại và các cô yêu cầu là đóng luôn, đừng có mở ra nữa. Đó là sự cố để chúng ta biết được cái nguồn nước nó chảy vào từ đâu, chứ không phải là do nước chảy nứt nhà, nứt nẻ như Thanh Trần mà nói là trên sân thượng nước động rồi nước nứt. Đấy. Cho nên cái việc này là chính như Hồng Sơn, cái việc này họ nói là ít xích cho nhiều đó, nhỏ xé ra cho to để làm cái sự việc nó đại sự lên, để tung hô lên, để kêu gọi mạnh thường quân để trích tiền, để chi tiền, để sửa chữa cho người Thiền Am. Nhưng mà thực ra người Thiền Am họ cũng dại khi nghe nghe ông Hồng Sơn này, ông rủ tay, mục đích ông rủ tay là để được lợi cho ông. Ông kêu gọi để ông hưởng quê hồng, mà trong đó là thợ là ông đứng ra ông kêu, thợ là ai, là anh em trong nhà ông.
thì chắc chắn là ít nhiều cái phần trăm hoa hồng này ông vào ông ông nói thì không bao giờ vì tiền nhưng mà chắc chắn là cái câu nói đó chẳng qua là cái câu nói điêu thôi, chứ không ai mà không vì tiền đâu. Cho nên chúng ta thấy cái sự cố này, chính như anh Bình nói rằng anh vô anh làm thì ảnh chỉ bỏ công ra làm người thiền âm, phải mua vật tư. Thì rõ ràng bây giờ đây là lúc trước là người xây dựng này họ không chịu, họ không bao vật tư căn nhà này. Vật tư là người thiền âm mua, người thiền âm lo, thợ là thầu là chỉ có lo cái công xây dựng thôi. Cho nên là ảnh khắc phục sự cố là ảnh không chịu vật tư là đúng rồi. Mà người thiền am nghe nói rằng là tốn vật tư, tốn chi phí là lại không dám bỏ tiền túi ra. Đó là một cái yếu tố quan trọng mà để cho Hồng Sơn lọt vào được cái vị thế này, để Hồng Sơn chiếm lĩnh. Và cái quan trọng nữa là sửa thì ít, nhưng mà tung hô lên thì nhiều. Các bạn thấy khắc phục cái sự cố nứt chân chim đó, những cái hình ảnh nứt mà đưa lên như thế, chúng ta thấy nó nứt răng, nó là bê tông là trăm cái, là cái nhà cái nào cũng bị nứt hết trơn á. Nhưng qua chống thấm công nghệ hiện đại bây giờ thì có rất nhiều các cái loại sơn nước sơn để chống thấm kết hợp với lại bê tông hồ dầu, cỡ 4 đến 5 thùng sơn là chống thấm được rồi, cỡ 5 đến 6 triệu bạc là cái mức kinh phí mà chống thấm. Còn mà hiện đại, còn mà kiên cố nữa là lợp lên lớp tôn nữa, cỡ 15 triệu tiền tôn, với lại công cán sắt thép rồi chi đó là cho cỡ tổng cộng chi phí là lợp lên là cho cỡ 30 triệu. Đó là mình tính là cái mức theo cái diện tích của căn nhà thiền am. Nếu như mà lợp tôn lại á, thì 30 triệu. Còn chống thấm đơn giản là cỡ tầm khoảng cỡ 5 đến 7 triệu chứ không có nhiều. Đó là cái khắc phục hậu quả. Nhưng chắc chắn trong cái phi vụ này Hồng Sơn phải hô lên là cái giá tiền trăm là phải có rồi. Đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ thứ nhất là người thiền am các cô đó thì bây giờ đang khó khăn, không muốn bỏ tiền túi ra mua vật tư để cho thợ tới làm. Cho nên phải nhờ Hồng Sơn, mà khi Hồng Sơn vào tư vấn á, thì các cô này nghe không tốn tiền mà Hồng Sơn làm là được tiếng cho Hồng Sơn nữa, mà lại được tiền cho thiền am nữa, thì cái đường lợi là rõ ràng là các cô phải thấy đường lợi. Cho nên là mình cũng không trách gì các cô là ngăn cản, là không cho anh thầu này vào làm. Thứ nhất là họ cũng vì lợi, thứ nhì là họ sợ tốn tiền túi trong khi khó khăn gia đình nữa. Đây, cho nên theo cái lời nhận định của anh thầu đấy là nói rằng là anh tới anh khắc phục hậu quả, anh bỏ công ra làm, nhưng mà người thiền em phải mua vật tư về cho anh làm. Bởi vì công trình này anh nhận là anh nhận gia công, là nhận công chứ không nhận vật tư. Vật tư là nghe nói Việt Lê là bao lo cái vấn đề đó, nhưng mà hình như tiền là tiền của ai thì mình không biết, cái đó các bạn đoán ra ha. Cho nên cái vấn đề trong cái vụ việc này thì chúng ta thấy rằng người đáng trách nhất là Hồng Sơn, là người không phải là cái việc của mình làm mà nhảy vào để tranh công đoạt việc trong vấn đề này, nhằm để trục lợi cho cá nhân của mình. Đấy, mục đích Hồng Sơn làm có thể là đem lại cái điều bất hại cho thiền am, trong khi là thợ khác họ không hiểu được cái kết cấu và cái kỹ thuật của người thợ trước xây dựng. Họ vô họ làm tùm lum từ lưa, họ đục, họ phá, rồi họ tung hô lên kêu là nhà này nhà kia không đủ chất lượng. Bây giờ là cái ông thầu Bình này ảnh bị ảnh hưởng rồi đó. Trong khi nhóm thợ của ông Sơn vô hô hào lên cho rằng đó là nhà làm không đúng kỹ thuật, nhà làm không đủ chất lượng tiêu chuẩn. Đấy, bây giờ đổ tội là quy chụp cho cái anh thầu Bình này. Cuối cùng là anh thầu Bình này lại bị mang tiếng. Đấy, bây giờ ảnh nếu như anh không lên tiếng để trần tình cái việc này thì chắc chắn rằng mạng xã hội và fan của thiền am, và kể cả là người thiền am, cho rằng ông Bình này nhận làm không đủ, không có trách nhiệm để sự cố xảy ra đến bây giờ. Thấy không? Và cái sự việc để vạch trần cái sự thật này thì mẹ nóng đã gọi điện trực tiếp cho anh Bình này tư vấn. Như vậy là một phần để giải thoát cái nỗi oan này cho anh Bình, và để cho chúng ta thấy rằng cái âm mưu của những người mà đứng sau để lạm dụng cái thuyền âm này để trục lợi bằng cách là múa mép trên không gian mạng như thế nào. Nhân danh là luật sư, là người hiểu biết trí tuệ, nhưng vì cái lòng tham vô đáy mà họ bất chấp, không chỉ hãm hại người thiền âm mà hại cả cái ông thầu Bình đây nữa, rất là vô cớ. Các bạn thấy không? Thanh Trần thì lên tung hô cho rằng nhà thiền âm phải khắc phục, phải sửa,
rất là khó khăn, chụp hình đưa lên, tung hô lên, đánh vào mạnh thường quân. Mục đích là gì chúng ta cũng vẫn biết rõ ràng, nhưng cái chuyện đó nó không đáng là mà để hô hào lên như vậy, để kêu gọi mạnh thường quân như vậy. Cái việc khắc phục này nó đơn giản mà, có gì đâu mà phải làm rầm beng lên như vậy. Thành cho nên đến bây giờ chúng ta thấy họ chỉ vì là cái lợi ích trước mắt mà họ không thấy được cái hậu quả sau cùng, là có thể là họ vô họ làm tùm lum từ lơ trong đó rồi làm ảnh hưởng điện đài. Đôi lúc là họ lục ra họ làm điện đài, họ lôi ra họ sửa lại chắc gì mà không ảnh hưởng đấy, rồi nước rồi. Nói chung là cái sự cố nứt trên sân thượng là nó rất đơn giản, chống thấm bây giờ dễ òm, chống rất là đơn giản. Nhưng mà cái chuyện không có thì họ hô hào lên, họ nói cho rầm beng lên như vậy để cho cái câu chuyện nó trở nên đại sự nghiêm trọng như vậy, để họ lấy được tiếng thơm, lấy được thanh thế vị thế của mình trong cái vụ việc này. Nhưng cuối cùng ra thì các bạn thấy là đến bây giờ những kẻ xấu thì cuối cùng cũng bị lật lọng, bị vạch trần sự thật. Đây là lần thứ hai Hồng Sơn bị mẹ nắm lôi ra để vạch trần liên quan đến cái vụ việc trước đây. Hồng Sơn liên quan đến cái vụ cô Hoa 6.000 đô 10 cái bill cũng đối chất trực tiếp với mẹ nắm. Thì Hồng Sơn nói rằng là những lời nói trên không gian mạng ông không nhận định, và sự thật về 10 cái bill thì ông cho rằng đó là những hình ảnh cô Hoa đưa qua để rồi ông đánh tráo khái niệm, không nhận cái vấn đề đó. Và đến bây giờ thì cái việc làm này, nếu như không có cuộc đàm thoại này thì chúng ta thấy rằng anh Bình xây dựng này cũng đã bị nghi oan nghĩ bẩn là làm thiếu trách nhiệm, rồi làm ảnh hưởng đến uy tín trách nhiệm của anh. Mà trong khi Thanh Trần là lên mạng tung hô cho rằng là bây giờ cái ông thầu này kiếm không ra, hợp đồng xây dựng thì đã mất rồi, kiếm không ra được. Mà trong khi anh thầu xây dựng này là cũng ở gần nhà Thiền Am, các cô này đường nào không biết, chắc chắn là phải có số điện thoại. Không người này thì phải người kia có số điện thoại chứ. Họ làm, họ tới họ xây dựng căn nhà của mình, họ ở cả cả một năm trời, làm sao mà không biết mặt, không biết danh tính địa chỉ của họ ở đâu. Trong khi Thanh Trần lên tung hô là bây giờ hợp đồng của Thiền Am mất rồi, đổ tội là không kêu, ý là cái cớ bây giờ là không kêu ông thầu này đến nữa, để cho họ tự xử. Họ đưa người nhà của Hồng Sơn vào để làm, để trục lợi bá tánh của Mạnh Thường Quân thôi, mục đích là vậy thôi. Đấy, mà chắc chắn rằng trong cái sự việc này ít nhiều thì cũng tốn tiền, là tốn tiền Mạnh Thường Quân, chứ người Thiền Am cũng không tốn tiền. Đấy, cho nên đây là một cái mưu lợi mà nhóm lợi ích này đã đứng sau, tranh thủ cái cơ hội khi sự lùm xùm về tranh luận, khi các vị luật sư Thiền Am không còn dính líu vào trong Thiền Am nữa, thì hai con người này bắt đầu thừa nước béo cò mà bắt đầu nhảy vào tung hoành để tha hồ mà vẽ ra để mà kiếm chắc trong cuộc chơi này. Rõ ràng chắc chắn thôi, Hồng Sơn thì lung linh trên mạng nói rằng là tôi làm không vì mục đích. Các bạn sẽ thấy đó, tôi không vì mục đích, tôi không vì tiền, không vì tiền thì làm gì đấy. Nhưng đó là một cái chủ đích của những kẻ mà đê hèn nhất, lạm dụng cái niềm tin của bá tánh cộng đồng mà để đánh lừa, rồi cuối cùng lại là chính khán giả, chính những người mà họ lọc lừa này lại là người phải chịu cái tiếng oan chịu đời đó. Các bạn thấy đó, cái sự đời mà những cả mà họ luôn quyên thuyên, họ luôn cho rằng họ là người cao thượng tài trí vị thế trong xã hội, nhưng họ chẳng làm gì giúp ích được cho người đời, cho xã hội cả. Họ luôn làm hại, họ luôn đưa ra những cái âm mưu thủ đoạn để hãm hại người đời, để tố cáo, để nói xấu. Nhưng thực ra thì trong thâm tâm họ là một đống rác trong đó. Hồng Sơn Thanh Trần là như vậy, bản chất của hai con người này như vậy. Không có luật sư nào mà lên mạng mà tục tiểu chửi rủa rồi bêu réo người đời một cách vô cớ như vậy. Đến bây giờ thì các bạn thấy đó, sự thật nó quá rành, quá rõ ràng rồi, không có gì mà phải suy ngẫm nữa.
Còn riêng về nhân cách, đạo đức, bản chất của hai con người này, chúng ta cũng đã thấy từ đầu đến bây giờ Hồng Sơn chưa chứng minh được mình là ai trong trong xã hội này. Đó, luôn nhân danh mình là người tài cao, trí đức hơn họ, nhưng cuối cùng không chứng minh được bản thân mình là ai. Rồi một người được cho là luật sư nhưng lại đi làm ba cái chuyện mà rất là đê hèn, tiểu nhân ở ngoài đời. Mình là luật sư, mình tư vấn pháp lý chứ làm gì nhảy vào tư vấn xây dựng, tư vấn chống thấm cho người thiền am, làm như kiểu là mình tài giỏi lắm, thứ gì cũng biết. Nhưng mà cuối cùng đó là một cái thủ đoạn thôi, để hại người đời. Đôi lúc là mình tự vinh danh mình, nhưng vô tình mình đã hại rất nhiều người. Và thực tế là đã hại anh thầu xây dựng Bình này rồi đấy. Đổ tội cho rằng là rêu rao lên mạng xã hội, cho rằng là ông này làm không có trách nhiệm làm, để đến bây giờ là nhà thiền am nứt nẻ rồi, nước chảy dột tung hô lên. Nhưng mà thực tế là đâu có phải là như vậy. Nước chảy vào là do mấy cô thiền am này không đóng cửa. Còn cái nhà nứt ở trên đó thì nứt đó là chống thấm là nó được thôi, chứ làm gì nứt mà chảy nước vào thiền am, mà chảy vào trong nhà được. Tung hô lên cho cố rồi bắt đầu là vô tình lại làm ảnh hưởng đến uy tín của người xây dựng trước đó. Đấy, nếu như mà không có cái sự thật này, qua cái cuộc đàm thoại hôm nay để đối chất trực tiếp, để thấy được, lộ rõ được cái bản chất và thủ đoạn của Hồng Sơn với Hồng Thanh là như thế nào, thì chúng ta cũng thấy rằng hai con người này cứ lên mạng dẫn dắt và khiến cho biết bao nhiêu người phải lầm tưởng, rồi cuối cùng là kể cả là chính khán giả của họ cũng sẽ bị hai con người này lọc lừa một cách vô cớ, vô điều kiện. Rồi mình chào các bạn tí nha các bạn. Xin chào Vinh Lê Lê, xin chào Trần Vinh, xin chào Hoàng Hiếu Huỳnh Dê, xin chào Cúc Nguyễn, xin chào Trương Thanh Tùng. Công nhận là mẹ nấm cũng rất là nhạy bén và thông minh, trí tuệ, sáng suốt trong cái vấn đề này. Trong xã hội này nếu như không có những con người như mẹ nấm liên quan đến cái vụ của thiền am này, thì các bạn thấy đó, chắc chắn là Hồng Sơn và những con người này luôn dẫn dắt, luôn khiến cho khán giả không biết đường đâu mà lần, và không biết hai con người này họ sẽ làm những cái chuyện là coi như là kinh thiên động địa đến bao giờ nữa. Trong khi mà nấm đã vạch trần ra cái bản chất của Hồng Sơn, Hồng Thanh như thế đó, trắng đen là đã rất là rõ, liên quan đến rất nhiều các cái vụ việc, kể cả đến bây giờ là một cái sự thật nữa cũng đã được phơi bày. Nhưng hai con người này lại lên ngoan cố tung hô. Cũng chính từ đây là cái mấu chốt mà khiến cho Hồng Sơn và Hồng Thanh ngày nào cũng lên lôi cái mài nấm như quỳnh này ra để miệt thị, để hạ nhục, để bêu réo, để dẫn dắt, cho rằng là cộng đồng đừng nên nghe cái con mẹ nấm này, đừng nên nghe cái bà nấm này, bà lên bà nói bậy, nói bà dẫn dắt, bà nấm này là con phản động. Đó là cái lời của Hồng Thanh. Cho nên Hồng Thanh, Hồng Sơn đối với mẹ nấm là cái gai của những con người này đấy. Nhưng thực ra các bạn thấy đó, nếu như không có mẹ nấm lên tiếng, nếu như không có mẹ nấm tìm tòi sáng suốt để vạch trần các cái góc khuất về những con người này, thì thực sự họ để làm hại biết bao nhiêu người. Làm hại thì chúng ta chưa nói, nhưng bây giờ họ đã dẫn dắt khiến cho hàng triệu người đang nghi oẩn, nghĩ xấu lẫn nhau. Bây giờ Phan Thiền Am chia phe rẽ phái, nghi xấu với nhau cũng từ do hai con người này đó. Trong khi mẹ nấm là vạch trần các cái sự thật ra rồi, nhưng họ vẫn không chịu nghe, họ vẫn tin Hồng Sơn và Hồng Thanh. Kể cả đến bây giờ người thiền am cũng vẫn tin Hồng Sơn đấy các bạn. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Hai con người này họ làm lợi cho thiền am, hay là có thể trong tương lai họ làm hại cho thiền am đây? Chắc chắn là họ vì mục đích mưu lợi thì họ phải làm hại, làm ảnh hưởng đến người thiền am rồi. Xin chào Việt Nam tôi yêu. Lên nó vu oan cho anh Bình thiệt là bất nhân. Nếu như Quỳnh không điện thoại cho anh Bình
thì oan ức cho anh Bình Hồng Lũ này thiệt là ác tâm. Đấy, các bạn thấy không, lên trong khi lên mạng thì hai con người này kéo theo cái hội nhóm đó bắt đầu lên tung hô cho rằng là anh Bình này làm không có tâm rồi, làm ảnh hưởng rồi, làm nứt nhà Thiền Am, làm dột đến bây giờ như vậy, tung hô lên rồi cuối cùng bây giờ ảnh hưởng uy tín trách nhiệm. Nếu như mà nắm không có cuộc đàm thoại, không tìm ra cái sự thật này thì hai con người này họ sẽ lộng hành biết bao nhiêu nữa. Xin chào Quýnh Hiền Di, xin chào Trang Trần, xin chào chị Lê Thị Mở, xin chào Lâm Nguyễn, xin chào Vân Lê Lê, xin chào Hệ Võ, xin chào Phạm Thị Lệ. Mẹ nắm giỏi thật, trắng ra trắng, đen ra đen, không nghĩ tới anh Bình này luôn, quá hay. Đúng rồi, công nhận mẹ nắm rất là sáng suốt. Nếu như các bạn thấy đó, liên quan đến cái drama của Thiền Am, mẹ nắm rất là theo dõi từng các cái chi tiết để vạch trần những cả nào mà lọc lừa gian dối ma mị. Trong cuộc chơi này cái nhìn của mẹ nắm rất là tinh vi, rất là sáng suốt trong vấn đề này. Xin chào Huệ Võ, xin chào Lưu Bích Lê, xin chào Khôi Anh, xin chào Hà Tiên Anh. Mình gửi lời chào, tẩm chào các bạn một lần nữa nha các bạn, rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, thực ra đến bây giờ sự thật về mục đích của Hồng Sơn và Hồng Thanh là như thế nào, bản chất của họ là gì, âm mưu thủ đoạn của họ là gì khi đến với người Thiền Am. Bây giờ trong cái câu chuyện này họ luôn thừa cơ đục nước khi ba vị luật sư, ba trong năm vị luật sư không còn liên quan đến người Thiền Am, bắt đầu họ tấn công một phía là họ tấn công vùi dập để hạ nhục cái uy tín danh dự của các vị luật sư, luôn cho rằng các vị luật sư này ra nước ngoài rồi quay lưng chống đối là chính quyền, kết hợp với phản động ở nước ngoài để chống đối. Đó là một cái quan điểm mà bây giờ Hồng Sơn và Hồng Thanh liên tục rêu rao để dẫn dắt khán giả nghe theo cái quan điểm đó. Nhưng một người bình thường chúng ta cũng sẽ hiểu được là chống đối là như thế nào, phản động là như thế nào, đấy, chống chính quyền là như thế nào, tố giác tội phạm là như thế nào. Như vậy mà Hồng Sơn, Hồng Thanh vẫn luôn là với cái quan điểm rêu rao là như vậy. Mục đích của họ là thừa thắng xông lên để họ chiếm cái ưu thế từ niềm tin của người Thiền Am, đấy, để họ có thể lợi dụng vào lòng thương cảm của bá tánh, của cộng đồng. Đó là cái mục đích của những con người này. Nhưng họ không nghĩ đến cái hậu quả sẽ để lại rất nhiều các cái hệ lụy về tai tiếng, và tương lai chắc chắn rằng là sẽ có một cái tác dụng ngược đối với những con người như thế này. Chắc chắn là họ hại người hại đời thì cuối cùng họ phải lãnh cái hậu quả về cho sự trả giá này. Đây là cái quy luật của luật nhân quả, thì chắc chắn là không bao giờ tránh khỏi rồi. Các bạn thấy đó, chỉ là đơn giản như vậy, cái câu chuyện nó bình thường, thấy không các bạn? Việc mà chống thấm nhà dột cho Thiền Am nó đơn giản, mà cái việc này không phải là trách nhiệm của Hồng Sơn ấy. Nhưng mà tại sao họ gắn công, họ cố gắng mà thể hiện như vậy? Ngày hôm qua hôm kia là nghe nói họ cũng đi vào trong đó rồi, cũng là hình ảnh rồi đăng tải, cũng chia sẻ lên đấy, rồi bắt đầu bêu réo đổ tội cho nhóm Đa Đề là hãm hại người Thiền Am. Bây giờ cơ hội như thế này, họ cố để rót mặt vào tai của những người Thiền Am này. Mà không biết các cô trong Thiền Am này bây giờ tại sao lại nghe hai con người này như vậy, trong khi các cái sự thật nó quá là rành rành như vậy rồi. Sự thật nó diễn ra là quá rõ ràng rồi. Bản chất của hai con người này không là gì trên mạng xã hội này cả. Họ không giúp ích gì được cho Thiền Am về pháp lý. Hồng Sơn chỉ rêu rao về trình độ kiến thức của mình pháp lý, nhưng không chứng minh được mình là ai, là như thế nào, sẽ làm được gì, sẽ giúp được gì cho Thiền Am trong vấn đề liên quan đến pháp lý này.
Trong khi bây giờ để giải thoát cho các cái vướng bận trong thiền am á, thì Hồng Sơn Hồng Thanh là hai con người, là hai con rùa rụt cổ, không dám tố cáo, không dám vạch trần của những kẻ mà lạm quyền ỷ thế đang hà hiếp hãm hại thiền am trong suốt thời gian qua như vậy. Trong khi luật sư Lân luôn lên tiếng, luôn vạch trần cái sự thật này để đem lại cái công bằng, đem lại cái sự công tâm và giải thoát cái nỗi oan này cho người thiền am ở các cái bản án, ở các cái tội danh mà báo chí đã nêu. Như vậy Hồng Sơn Hồng Thanh không bao giờ nhắc đến những cái vấn đề này, nhưng quay sang phủ nhận cho rằng các nhật ký luật sư là chống đối chính quyền. Chống đối chính quyền như thế nào, trong khi họ đang tố cáo tội phạm, những thành phần biến chất trong xã hội làm ảnh hưởng niềm tin của người dân đối với các cơ quan ban ngành, như vậy là chống đối chính quyền sao? Đó là một cái quan điểm quy chụp rất là sai lầm của Hồng Sơn. Dám nói nhưng mà không dám chịu, Hồng Sơn cũng đã từng tuyên bố trên mạng rồi. Đó là không gian mạng, là những lời nói, là cái vấn đề giao lưu trên không gian mạng. Nếu như xảy ra sự cố về pháp lý thì Hồng Sơn không chịu trách nhiệm mà. Đối chất trực tiếp với mẹ nấm, Hồng Sơn luôn thể hiện là một người hèn nhát. Nhưng lên rêu rao cho rằng trình độ ông lại uyên thâm, lại cao hơn các vị luật sư. Trong khi đối chất với mẹ nấm thì ông trả lời không được, ông lại ngượng ngào ngượng ngùng, nói không ra lời. Như vậy thì luật sư làm gì ra trước phiên tòa mà đủ tư cách để đối chất với lại quan tòa, đối chất với lại người làm chứng. Trong khi là gọi điện thoại đối chất trực tiếp một người bình thường là coi như là trên mạng xã hội đó, mẹ nấm như Quỳnh đó. Các bạn còn nhớ cái vụ mà trả lời với mẹ nấm trong cái vụ cô qua nữa không? Hồng Sơn luôn ấp úng trả lời không được, không nêu ra được một cái lý do nào mà để cho rằng mình là người hiểu biết và làm được cái việc mà tốt cho thiền am cả. Lên trên mạng chia sẻ về pháp lý thì tóm tắt cái câu chuyện của thiền am giống như mà kể một cái câu chuyện vậy đó, rồi dẫn chứng những thơ văn, lấy những lời thơ thêm vào những cái ngôn từ tục tiểu, sửa đổi cái ý thơ, ý từ của câu thơ ra để xúc xỉa người đời. Đây, đó là một cái sự đê hèn thấp kém của Hồng Sơn, không chứng minh được trình độ. Về cái câu chuyện thiền am ai mà không biết, nhưng mà có cái là Hồng Sơn là cái trí nhớ cũng không phải phủ nhận, nhưng mà ông có cái trí nhớ, ông nhớ được từng các cái chi tiết của thiền am, các cái biến cố của thiền am, ông kể lại rất là logic, văn vách, cho nên từ đó mới đánh lừa được người nghe. Khi nghe qua thì thấy Hồng Sơn là trình độ cũng uyên thâm đấy, cũng trí tuệ đấy, kể các cái diễn biến sự việc là có đầu có đuôi đàng hoàng. Nhưng đó là cái điều mà gọi là ba qua của Hồng Sơn. Cho nên Hồng Sơn theo dõi trong cái mục đích của thiền am này là để làm gì? Để lên tiếng, để lấy lại cái danh dự uy tín của mình. Trong khi là về tư cách đạo đức thì Hồng Sơn không có, cho nên đã bị Bộ Tư pháp tước bằng rút thải. Từ năm 2019, Hồng Sơn lên mạng vẫn chưa chứng minh là một luật sư ẩn danh, nhưng xưng hô trên cộng đồng mạng là luật sư ẩn danh. Đấy, mục đích của Hồng Sơn là muốn khắc phục, muốn trở thành một người có tên tuổi trên mạng xã hội, nhưng không chứng minh được. Kể cả đến bây giờ, nhiều năm trôi qua, Hồng Sơn cũng không chứng minh được vị thế của mình bây giờ là ai trên mạng xã hội này. Tất cả những điều ông nói chẳng phải là ông ma mày sao, ông lừa dối niềm tin của khán giả sao? Đấy, như vậy mà lên mạng cho rằng là tôi lọc lừa khán giả chỗ nào, tôi lừa niềm tin như lừa khán giả chỗ nào mà bây giờ là các bạn thấy đó, vô cái kênh của tôi là rất đông người ủng hộ tôi. Ông tự tin một cách là rất là thái quá rồi đó.
nhiều người họ ủng hộ ông, và đứng sau có thể là những kẻ giật dây giống như cái quan điểm tư tưởng của bà Phương Hằng đó. Họ tung hô, họ cổ xí, mình càng cao thì họ lại ném mình càng thấp xuống dưới vũng bùn. Đấy, cái sự cao ngạo của một người như Hồng Sơn mà không nhìn nhận ra cái vấn đề này sao? Trong khi cái sai lầm của ông càng ngày càng lộ rõ ra cái bản chất, nhưng fan của ông vẫn tích cực tung hô, tăng ông lên tới tận mây xanh như vậy. Nhưng ông cho rằng đó là điều thật. Ông tự hào đến nỗi mà cho rằng đó là các bạn không tin nữa thì nếu như tôi nói sai thì làm gì họ vào họ ủng hộ tôi dữ vậy. Đấy. Trong khi là ông không biết rằng đó là ông đúng ông sai ở cái điểm nào, luôn phủ nhận, luôn cho mình là người người đứng đắn trong cái sự việc này. Xin chào chị Bích Liên Hệ Xã, xin chào Hồ Tấn, xin chào Việt Nguyễn. Nói thiệt chứ từ trước tới giờ không biết luật sư Thanh Trần và Hồng Sơn giúp được gì về vấn đề pháp lý không mọi người, còn tôi thì không thấy họ giúp được gì. Đúng là họ giúp được gì pháp lý cho Thiền Am đâu, kể cả tố cáo các hành vi sai phạm của những cái ngang ngược trong xã hội này, ông cũng không dám lên tiếng thì ông làm cái gì, luật sư làm cái gì. Đối chất với một người bình thường trên mạng xã hội, ông không trả lời được những câu hỏi thì thử hỏi ông ra tòa làm sao mà ông trả lời được, căn cứ vào chỗ nào mà để chứng minh mình là luật sư là tài giỏi mà lại còn khinh chê dám cho rằng là các vị luật sư nó trình độ không bằng ông. Xin chào Hoa Lư, xin chào Vũ Thị Phùng. Một con người cao ngạo như vậy cuối cùng ông lại bị tự đánh đổi bản thân của mình. Bây giờ khắc phục cái hậu quả của mình đó là để lấy lại bằng, lấy lại thẻ hành nghề, để cho có tên tuổi trong hàng ngũ của đoàn luật sư cũng không chứng minh được. Mà lên mạng thì nói rằng bằng cấp tôi để trong khỏa trong tủ đó, mấy người ai thích ưng thì tới tôi đưa cho xem. Chỉ đơn giản là chứng minh, bây giờ khán giả của ông đang chờ ông là chứng minh trả lời là ông có phải luật sư hay không, là làm gì, đang làm gì, cũng không chứng minh được. Rồi, một lần nữa mình xin tổng chào quý vị và các bạn một lần, cũng đã gần 60 phút rồi. Hôm nay ngày cuối tuần thì mình tranh thủ giao lưu và chia sẻ cùng các bạn tí. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ được bình an và hạnh phúc. Mình xin kết thúc và xin gửi lời chào thân ái và